Ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một thử thách, đó là với 150.000 ăn sập Hải Phòng. Lượt chơi. Mỗi đội chơi sẽ được phát 150k, sau đó di chuyển đến những khu ẩm thực nổi tiếng của Hải Phòng. Đội chiến thắng sẽ là đội ăn được nhiều món nhất với 150k. Chúc hai đội chơi thành công với chiến thuật của mình. Hai mẹ con mình nha, chỉ có 150.000 thôi. Bây giờ làm nào để ăn được nhiều món nhất? Con biết rồi. Cố nhá, để chiến thắng được Moon với cả cô Trang. Xin chào mọi người. Hôm nay Hime và Moon sẽ tham gia một thử thách rất là lớn. Đó chính là cầm 150k khám phá ẩm thực Hải Phòng. Get go! Cái này là nem hải sản này. Có tôm ở trong này. Đấy. Ăn thử. Lên. Quay thử ăn. Nhưng mà vịt quay đắt lắm, mình chỉ có 150k thôi, ăn thấy thua đấy. Bánh bèo với bánh giò, mình ăn cái gì? Bánh xe à? Nhờ, bánh bèo. Ok, bánh bèo nhá, cho em hai phần bánh bèo ạ. Thơm nhờ, ăn đi. Ê, từ, ai ăn bằng đũa, cái này phải ăn bằng dĩa mới chuyên nghiệp. Tiền đấy ạ. Mấy em thay bánh bèo có trả không? Em gửi ạ. Bao nhiêu tiền một cốc chị nhờ? 20.000 một cốc chị được cẩm á. Thế có cái loại nào rẻ hơn không ạ? Đây, đặc sản của Hải Phòng đấy, con thử xem có ngon không? Ngon không? Cái bánh này nữa. Quẩy ngon lắm, ăn thử đi con em. À, mẹ, bánh đâu quẩy đâu. Thôi, đắt lắm. Của em là 28. Mẹ, ốc. Mùi ốc thơm nhỉ. Hay bảo đâu. Đi. Mẹ có hết 100.000 nhá. Thôi đằng nào thế nhá. Tại cái mồm sang xịn mịn.